sức khỏe Siberi, thương hiệu quốc tế của các sản phẩm thiên nhiên dành cho chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và thể thao. Công ty ra đời từ năm 1996 và đã được biết đến tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi hân hạnh mời các bạn trở thành một phần trong công ty to lớn của chúng tôi và là người đại diện cho thương hiệu sức khỏe Siberi. Xin mời Vũ Thanh Tùng lên sân khấu. Alo, em nói anh có nghe thấy không ạ? Có. Dạ. Vâng. Xin mời. Xin chào toàn thể anh chị em có mặt trên Zoom trong buổi chiều ngày hôm nay. Tất cả mọi người đã có mặt trong buổi đào tạo vào 2 giờ chiều thứ hai hàng tuần của hệ thống S69, hệ thống kinh doanh hàng đầu thế giới với văn hóa yêu hết mình và cho đi hết mình, với giá trị cốt lõi là đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vũ Thanh Tùng, tư vấn viên cao cấp của tập đoàn sức khỏe Sovereign Wellness. Trước khi đến với thì tôi là một kỹ sư giao thông có 19 năm công tác trong ngành xây dựng cầu đường. Thế thì đến năm hơn 40 tuổi rồi thì tôi mới biết được cái trâu cày cả đời cũng không có mảnh ruộng nào có trâu. Thế cho nên là khi được chia sẻ về cái cơ hội làm chủ cuộc sống với Sovereign Wellness thì tôi đã nắm bắt lấy cơ hội và hợp tác cùng với tập đoàn sức khỏe Siberi để trở thành một người tự do. Và bây giờ thì tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình cho phát triển cái doanh nghiệp với Siberi của mình. Bao nhiêu trong số các bạn thì muốn mình được thành người tự do về thời gian, tự do về tài chính thì xin giơ ngón tay cái ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chúc mừng mọi người đã tìm được cái công cụ tốt và công cụ đúng cho cái mong muốn của mình rồi đấy ạ. Đó chính là hợp tác với Sovereign Wellness. Bây giờ chúng ta trở lại cái chủ đề là cho xương khắc khỏe và khớp mềm dẻo với các sản phẩm của Sovereign Wellness. Thì cơ thể của chúng ta thì được tạo hình và nâng đỡ bởi một cái hệ cơ xương khớp, đúng không ạ? Tất cả các hoạt động về làm việc, vui chơi, thể dục thể thao thì chúng ta đều nhờ cái hệ cơ xương khớp mà có. Thế thì các cụ có câu là nhất dáng nhì ra, một người đứng thì còng lưng, nghẹo bên nọ nghẹo bên kia và mặt mũi thì nhăn nhó do bị đau cơ đau khớp, thì có đẹp không ạ? Thế bao nhiêu số các bạn đồng ý với tôi là hệ cơ xương khớp thì rất quan trọng thì xin giơ ngón tay cái ạ. Vâng, xin cảm ơn mọi người. Tuy nhiên có một cái tin không được vui cho lắm, đó là ngoài 40 tuổi thì cái hệ xương khớp của chúng ta bắt đầu thoái hóa dần, và nếu như chúng ta không biết chăm sóc nó, không biết phục hồi nó thì có rất nhiều vấn đề khó khăn xảy đến chúng ta khi chúng ta càng lớn tuổi, và có những người đã bị tàn phế, thậm chí bị tàn phế do không biết chăm sóc cái hệ xương khớp này. Vậy thì làm thế nào để chăm sóc và phục hồi những cái tổn hao mà hệ xương khớp xảy ra, và chúng ta dự phòng những cái việc không hay đến với chúng ta? Chúng ta có những giải pháp như là tự mua các cái sản phẩm về để phục hồi, có được không ạ? Cũng được, nhưng mà cái điều này hơi nguy hiểm. Đấy, chúng ta có thể đi bệnh viện gặp bác sĩ cũng là một giải pháp, nhưng không, ở đây chúng ta không phải đi đâu cả, ở đây chúng ta có một cái giải pháp rất là hay. Chúng ta có một cái đối tác rất là lớn nằm với dưới Sovereign Wellness, và anh là một người mà có danh hiệu rất lớn ở với Siberi. Anh chính xác là một bác sĩ về chuyên ngành xương khớp, đã có rất nhiều năm trong ngành y tế. Khi biết đến cái cơ hội hợp tác với Sovereign Wellness thì anh đã sử dụng và ứng dụng các cái sản phẩm của Sovereign Wellness vào phục hồi cái hệ xương khớp và giúp cho rất nhiều người bị cái vấn đề về xương khớp tìm lại cái nụ cười của mình. Thế bao nhiêu trong số các bạn muốn được anh chia sẻ và truyền dạy các cách về sử dụng sản phẩm của Sovereign Wellness để chăm sóc và phục hồi sức khỏe và nhất là hệ xương khớp thì giơ ngón tay cái ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người. Người mà tôi muốn đến ở đây chính là thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Tiến Huynh. Xin mời mọi người làm theo tôi, hãy giơ tay ra
và chào đón thủ lĩnh vàng của chúng ta, anh lên sân khấu và trân trọng kính mời anh lên để chia sẻ cho mọi người. Vâng, xin cảm ơn tư vấn cao cấp Vũ Thanh Tùng, rất là cảm ơn cái lời promotion đó, hay là giới thiệu của tư vấn cao cấp. Huynh rất là biết ơn và tự hào đã có những con người tuyệt vời ở trong đội ngũ của mình. Bao nhiêu chị các bạn muốn làm thế nào để chúng ta trẻ trung hơn? Bao nhiêu trong số anh chị các bạn mà muốn không những xương chắc khỏe, khớp mềm dẻo mà có thể còn trẻ trung hơn nữa thì giơ ngón tay ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Và ngày hôm nay thì Huynh tên đầy đủ là Phạm Tiến Huynh, năm nay 48 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Và chúng tôi và tất cả chúng ta đều là đối tác của tập đoàn Sức Khỏe Cybernet. Huynh đã làm việc với Cybernet là hơn 5 năm và hạnh phúc từng giây từng phút một cả nhà. Cái điều đấy tuyệt vời. Và có một cái điều rất là lạ, làm sao mà dùng sản phẩm Siri càng ngày càng trẻ, càng ngày càng khỏe hơn và đi chia sẻ thì càng ngày càng hạnh phúc hơn. Đấy là cái điều mà ngày hôm nay Huynh muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em đang có mặt ở trên Zoom. Và chúc tất cả chúng ta có một buổi chiều vui vẻ và nhận được rất là nhiều những cái điều, những cái buổi chia sẻ này. Và tôi tin chắc rằng bao nhiêu trong các anh chị muốn nhận được những cái điều đó và lan tỏa cho tất cả những người xung quanh chúng ta, bạn bè chúng ta và cộng đồng được nhiều điều tốt đẹp hơn thì giơ ngón tay ạ. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị. Và chắc chắn sau cái này, các anh chị sẽ nhận được rất là nhiều những cái điều từ trước đến nay chúng ta biết là đấy nó là cái điều bình thường nhưng chúng ta không làm. Đấy, vậy thì hôm nay chúng ta biết để chúng ta làm thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được nhiều kết quả hơn và giúp được nhiều cộng đồng hơn ở trong cái kiến thức của buổi chiều hôm nay. Thì giơ ngón tay cái ạ. Vâng, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ nhận được những cái điều tuyệt vời đấy. Vâng, vậy thì khi Huynh đến với Siri, Huynh là một người làm trong ngành y tại khoa chấn thương bệnh viện tỉnh Ninh Bình từ năm 98, đúng không ạ? Và sau khi mà Huynh làm việc ở đó thì đã lên Việt Đức học năm 2003, và năm 2015 thì rất là tuyệt vời biết đến Cybernet. Và khi mà biết đến Cybernet thì Huynh cũng lấy sản phẩm xương khớp ngay, vì là một người về xương khớp mà, cho nên là đấy là một cái điều mà rất là tuyệt vời. Và bao nhiêu trong số các bạn muốn cơ thể chúng ta khỏe trẻ và trong cái cuộc sống của chúng ta có những cái đam mê thì giơ ngón tay cái nào. Vâng, vậy thì rất là cảm ơn tất cả các anh chị. Từ ngày Huynh biết đến Siri và đặc biệt là biết đến S69 đấy, thì Huynh là một con người luôn không học hỏi cả nhà. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn là chúng ta là những người không ngừng học hỏi, giơ ngón tay cái nào. Rất là cảm ơn. Hãy về với Siri, hãy đến với S69 của chúng tôi. Đấy là một cái môi trường mà khi đến với S69 ấy, thì chúng ta biết là một cái môi trường không ngừng học hỏi, mọi người thúc đẩy, mọi người làm việc ham mê học hỏi. Khi chúng ta mà không ngừng học hỏi ấy, thì tất cả các tế bào của chúng ta, bộ não của chúng ta, xương khớp của chúng ta cũng vậy, nó luôn chắc khỏe, nó luôn phát triển và nó luôn cải tạo mới. Đấy là một cái lời. Và nếu chúng ta mà ngừng học hỏi luôn thì mọi thứ, kể cả về tinh thần, kể cả về xương khớp, đúng không? Kể cả về tế bào của chúng ta, nó sẽ lão hóa rất nhanh. Đấy là một cái điều bằng chứng là những người về hưu, những người mà đang cấp nước mà về hưu mà mặc định là hưu rồi ấy, chỉ có ở nhà làm cái việc nhà thôi ấy, thì chúng ta thấy là bệnh tật tự nhiên nó phát sinh rất nhiều, stress rất nhiều. Bao nhiêu trong số anh chị các bạn đã thấy gặp những cái người như vậy thì giơ ngón tay cái là rất nhiều, đúng không ạ? Đấy là cái điều mà chúng tôi đã thấy hàng ngày và chúng ta đã thấy hàng ngày. Vậy thì chúng ta đến với S69 thì tôi còn học được một cái điều nữa là gì ạ? Không ngừng yêu thương. Không ngừng yêu thương cả nhà. Khi mà chúng ta có tình yêu thương ấy thì có tình yêu ấy thì cái cơ thể chúng ta sinh ra một cái chất chống oxy hóa. Đấy, nó làm cho cơ thể chúng ta trẻ hơn rất là nhiều. Anh chị em ạ. Đấy, điều tuyệt vời. Và chúng ta có tình yêu thương với Siri hay với lại với gia đình chúng ta chẳng hạn, thế mà giống như một dòng chảy xuất hiện ở cơ thể bạn, giống như một dòng chảy xuất hiện ở trong tâm trí bạn, thì bạn đến một cái mức độ bạn đam mê đó, thì chắc chắn là cơ thể của bạn sẽ trẻ hơn, mọi thứ đều tuyệt vời đến với bạn hơn. Không những xương khớp chắc khỏe, không những gì ạ, mềm dẻo đâu, mà còn nhiều những điều tuyệt vời hơn nữa, đúng không? Vậy thì khi đến với Siri, khi đến với S69, chúng ta lại không
không ngừng dẹo ước mơ. Ngày xưa chúng ta chưa có ước mơ, đến với S69 chúng ta có ước mơ. Và những người đã có ước mơ rồi, đến với S69 lại không ngừng ước mơ. Vậy thì chúng ta ước mơ trở thành ai ở trong series? Chúng ta ước mơ trở thành ai ở S69? Đúng không? Vậy cái điều này S69 đã làm được những điều gì? S69 đã có phải là đã có người đi hết sân, S69 đã có rất nhiều người làm được những cái điều mà không thể làm có thể, đúng không? Từ những người, từ những chị hàng cá, từ những người học hết lớp 3, học hết lớp 8, từ những người bị xương khớp không đứng lên được. Ngày hôm nay thì sao đã đứng lên được và đi chia sẻ cái điều tốt này? Có phải là do gì ạ? Môi trường không ạ? Có phải môi trường quyết định vận mệnh của chúng ta không? Đấy là cái điều tuyệt vời, đúng không ạ? Vậy thì đời sống của chúng ta là gì? Để làm sao cho cơ thể chúng ta khỏe, đúng không ạ? Dù bạn ở tuổi nào, bạn cũng phải luôn nghĩ là mình trẻ, đúng không ạ? Bạn, dù bạn ở tuổi nào thì bạn cũng luôn nghĩ là mình trẻ trung. Huynh là 48 tuổi rồi cả nhà. Nhờ có sản phẩm Siri mà nó trẻ hơn, cười thì có nếp nhăn nhưng bỏ ra nó không có lỗ chân chim cả nhà. Nó trẻ lắm. Vậy, vì môi trường, vì cái dòng sản phẩm tuyệt vời của chúng ta, đúng không ạ? Ở tuổi, độ tuổi nào thì bạn cũng luôn trẻ trung và có hữu ích cho một ai đó, có hữu ích cho cộng đồng, cho gì ạ? Cho cái điều tuyệt vời mà chúng ta ước mơ, đúng không cả nhà? Đấy là cái điều mà mình Huynh muốn chia sẻ trước khi vào cái chương trình mà xương chắc khỏe và khớp mềm dẻo của chúng ta, đúng không? Vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta luôn có kế hoạch cho ngày mai ấy, thì cuộc đời chúng ta sẽ rất là tuyệt vời, đúng không cả nhà? Cuộc đời rất là tuyệt vời. Chúng ta luôn có kế hoạch cho ngày mai thì không bao giờ chúng ta già được, không bao giờ chúng ta ngừng làm việc, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái điều tuyệt vời. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào gì? Nhìn vào những người thực tế ở trong S69, nhìn những người thực tế ở Siberi. Thực tế là Huynh đây này, hàng ngày vẫn đi tập gym, hàng ngày vẫn đi tập thể dục. Tất cả các thủ lĩnh ở Siberi ăn uống nào, nhìn như thế nào, quan sát như thế nào. Chúng ta hãy nhìn vào những người đã có, và chúng ta sẽ có niềm tin. Đấy. Và tất cả trên đời này có niềm tin thì sẽ không có cái gì cả, đúng không anh chị em? Đấy. Vậy thì cần biết quan sát, chúng ta cần biết nhìn vào ai. Và chúng ta cần làm cái ngành này, chúng ta phải có vẻ ngoài đẹp, đúng không ạ? Về bề ngoài chúng ta đẹp. Đẹp ở đây là gì ạ? Không phải là quần áo bóng mượt, ly rồi vào đậu vào là gãy chân, không phải. Mũi đậu vào gãy chân, không phải. Chúng ta cái cơ thể khỏe nhanh nhẹn, quần áo gọn gàng, quần jean áo phông, như vậy là gì ạ? Khỏe mạnh rồi, đẹp rồi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta phải luôn luôn nhìn vào vẻ ngoài và quan sát, đúng không? Và chúng ta không, nếu mà chúng ta ngừng lao động ấy thì làm sao ạ? Cái niềm tin chúng ta không có nữa. Nếu mà chúng ta luôn luôn lao động thì niềm tin chúng ta tăng lên, vận động nhiều, đúng không? Và cái quan trọng, cái điều nữa Huynh muốn nói với anh chị em đây là chúng ta luôn lắng nghe. Chúng ta lắng nghe thì cuộc sống chúng ta sẽ hữu ích. Chúng ta lắng nghe thì chúng ta sẽ có những tuyệt vời. Chúng ta lắng nghe thì chúng ta có những mối quan hệ tốt. Chúng ta lắng nghe thì có rất là nhiều những tình yêu tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy. Vậy chúng ta quan sát ở những người mà đã dùng sản phẩm ở Siri 1 năm trở lên, 2 năm trở lên, 3 năm trở lên nó khác. Và Huynh đã dùng 5 năm trở lên thì nó lại khác nữa anh chị em ạ. Tuyệt vời. Trong ngày hôm nay mà Huynh muốn chia sẻ cho anh chị em, hãy về với Siri, hãy đến với S69, hãy đến với chúng tôi. Đấy là cái điều tuyệt vời. Vâng, vậy thì làm thế nào để chúng ta có xương chắc khỏe trong ngày hôm nay? Đúng không ạ? Anh chị em đã được học rất là nhiều, anh chị em đã muốn chia sẻ cái cảm nhận, muốn chia sẻ cái điều tuyệt vời mà khi chúng ta dùng Siri. Thế câu hỏi đầu tiên, làm thế nào để chúng ta có xương chắc khỏe? Thì Huynh đã mở mic cho anh chị em. Chúng ta mở mic, nói tôi xưng tên thì được chia sẻ nhé. Xương chắc khỏe, anh chị em mở mic đi ạ. Dạ nào, trước khi mà Huynh chia sẻ về làm thế nào để chúng ta có xương chắc khỏe, mở mic nào. Xin mời tôi Phạm Thanh Nga. Vâng. Và xin mời Phạm Thanh Nga. Vâng, xin chào thủ lĩnh Phạm Tiến Hình, xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Nói đến xương chắc khỏe thì đúng là tôi là một cái con bệnh chỉ còn có đôi dép không đau ạ. Từ đầu đến chân thì còn tắc không đau thôi. Chủ yếu đó là về xương khớp. Nên là thực ra thì tôi cũng đã đi bệnh viện quá nhiều rồi, tại rồi, nhưng không được. Mà về tôi đi là vào tháng 10 năm 2018 cho đến bây giờ, gần hơn 2 năm.
tôi sản phẩm, tất cả những cái sản phẩm là liên quan đến cái chữ xương và khớp ở CBD thì tôi đều mua, tôi uống mọi người tôi hết. Và đến bây giờ thì nói rằng cái sức khỏe của tôi nó phải quay lại cỡ khoảng độ 75 đến 80% so với của tôi bây giờ ạ. Thì để có một cái bộ xương chắc khỏe này có nghĩa là cậu ấy là gì ạ? Là mình phải đầy đủ tất cả các cái dưỡng chất, đầy đủ về canxi, đầy đủ về cái thể lực, về cái gọi là dưỡng chất và khoáng chất, cũng như là có một cái sự vận động chắc chắn rồi ạ. Cũng chính vì từ khi và làm theo các thủ lĩnh mà tôi đi thể dục rất là đều, cho nên là cứ dần dần sản phẩm là một vấn đề, là một điều quan trọng, để hàng ngày tôi vẫn đi thể dục, vẫn đi khiêu vũ, vẫn đi bộ, cho nên là thực ra thì tôi thấy là cái sức khỏe tôi rất là tốt. Còn tôi cũng không biết là cái nguyên nhân, thì có lẽ theo cái nguyên nhân mà để tôi có bệnh đó là vì qua cái quá trình làm việc tôi không bổ sung được các chất mà nó tốt cho xương khớp. Đấy là một chút chia sẻ của tôi ạ. Xin cảm ơn chị Phạm Thanh Nga rất là nhiều. Đúng quá, chúng ta cần phải có những cái điều như bản thân chị Thanh Nga đã cảm nhận rồi, đã dùng cái, và chị Thanh Nga không cần biết là cái điều gì cả, chỉ có cái chữ về xương về khớp ở Siri thôi thì sẽ dùng hết những cái dòng sản phẩm đấy, và kết thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Là đấy, và ngoài dùng ra thì cần có luyện tập nữa. Vậy thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Vâng, xin mời những cái cả tiếp là của anh chị em là một hai người nữa nào. Huynh đã mở mic rồi ạ. Xin mời nói tôi và xin tên ạ. Tôi. Vâng, xin mời Hiền ạ. Phạm Thị Hiền. Trước hết cho em xin chào thủ lĩnh và tất cả các anh chị em, cô dì chú bác đang coi trên Zoom chiều buổi ngày thứ hôm nay thứ hai. Chúc tất cả các anh chị và cô dì chú bác có một buổi chiều ngập tràn năng lượng. Và em cũng xin chia sẻ với thủ lĩnh và cũng như các mọi người là em đã trải nghiệm sản phẩm của Siberia như thế nào và cơ duyên em đến với Siberia. Thực sự là bây giờ em không nói đến vấn đề về chất lượng nữa, mà cái sản phẩm khi mà em được tiếp cận với sản phẩm ấy là cách đây là hơn một năm là em đã biết đến cơ hội của Siberia, nhưng em từ chối. Thực sự là em bây giờ em cảm thấy là hối hận vì mình đã từ chối một thời gian quá dài là không đón nhận sản phẩm, cho đến khi em bị ốm, em bị ốm, cơ thể của em rất nhiều bệnh, em bị trĩ này, nội này, trực tràng này, em bị gan tăng này, tất cả các bệnh lý, đến lúc mà em hay bị tụt huyết áp này, cơ thể em rất béo, nhưng mà em thường xuyên bị tụt huyết áp, làm việc là may với công độ mà ca nhiều là em có thể may. Nhưng mà đến lúc mà cơ thể em báo động ấy thì là em nghĩ về lời nói của tuyến trên của em, mà hay bây giờ ấy là thủ lĩnh người dẫn dắt của em, là em tại sao mà em cứ lao đầu vào trong công việc mà em không biết trân trọng cái sức khỏe của mình. Thì anh có một cái giải pháp để em có thể vừa có sức khỏe tốt, vừa có một nguồn tài chính tốt, thì em có đón nhận không? Thì lúc đó em mới thực sự mới ngẫm ra là, và em đã đặt hàng về trải nghiệm. Lúc em mà bị sốt, con em sốt, thì em đã đặt ngay, em cũng đã tìm hiểu cái dòng sản phẩm và lời nói của anh, thì em đặt dầu ba sa và pha la 4. Thì khi mà em sốt cao và con em bị viêm tai giữa ở bệnh viện huyện một tháng và trở về nhà sau nửa tháng tái bị nữa, thì em đã sử dụng cho bé hai viên pha la 4, là bé cảm giác là đỡ đau đầu, và em cũng chính là một người là sốt ngày hôm đó có uống, thì em đã sử dụng luôn cái sản phẩm đó và em uống 4 viên. Thì em cũng đã tìm hiểu bác sáng qua hướng dẫn ở trên YouTube với lại qua theo dõi trang của anh Cường, là hai người mà em đã theo dõi rất lâu, nên là em đã quyết định dùng 4 viên và liên tiếp sau 2 tiếng đồng hồ là cảm giác đau đầu đã biến mất. 2 ngày em dùng kiên trì là cơn kẹt sốt đã cắt hoàn toàn, nên là em bây giờ thực sự là em đã hợp tác với Siberia được mấy tháng rồi. Nhưng mà em muốn nhấn mạnh, em không nói đâu, tại vì bây giờ thực sự là khách hàng đến với em đi lên từ sản phẩm, nên mọi người đến với em toàn là từ sản phẩm. Trong gia đình em, từ khi mà em hợp tác với Siberia là không có một viên thuốc tây nào cả, kể cả con em bị tai nạn ở ô tô lạng cách đây hơn 2 tháng. Em có vấn đề về xương khớp không? Facebook của mình là em có vấn đề về xương khớp không? Hôm nay chương trình về chắc khỏe. Em có anh. À,
xương khớp thì em có cả các dòng như glucomin, tất cả các dưỡng và canxi này em đã sử dụng hết. Tại vì 34 tuổi rồi, ngồi may nhiều năm như em ấy, thì tất nhiên là cái thoái hóa xương khớp thì là không thể nào tránh khỏi được. Và dây chằng ở đốt sống xương khớp đốt thứ 2, thứ 3 là em đã bị thoái hóa, mặc dù 34 tuổi nhưng hóa khá lắm. Đó, và cũng như khách hàng, rất nhiều khách hàng của em đã điều trị thì là em thấy là miễn bàn về sản phẩm là quá okay. Tuyệt vời rồi. Xin cảm ơn bạn Phan Thị Hiền rất là nhiều. Chúng ta biết rằng đấy ạ, nếu mà chúng ta chỉ đón nhận cái thông tin nào đấy thôi thì chúng ta đã sẽ có không mất thời gian một năm như bạn Phan Thị Hiền, đúng không ạ? Bỏ phí cái cơ hội này. Đấy, vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái xương chắc khỏe? Đấy, thì nếu mà chúng ta ngồi nhiều thì canxi nó có vào được trong xương của chúng ta. Và đấy là cái điều mà chúng ta phải cần hiểu biết ở trong cái buổi chiều ngày hôm nay, đúng không? Vậy thì làm thế nào để xương chắc khỏe? Nào, xin mời anh chị em hãy thứ nhất là chúng ta không nên ngồi nhiều rồi, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta biết là chúng ta ngồi làm online nhiều này, hay là đi, đúng không? Tức là chúng ta không làm sao vận động, không chịu cái sức nặng ở xương đấy, thì nó có chắc khỏe được không? Và xin mời anh chị em hãy mở mic chia sẻ tiếp nào. Ai muốn chia sẻ về cái điều này? Và anh xin mời tôi. Chào anh và các cô chú anh chị có mặt trong buổi chiều hôm nay ạ. Em cho phép em hỏi một tí à, tại vì em thì xương khớp em hết rồi, nhưng mà giờ em có thằng em của em nó thấp bị đĩa đệm á, nó muốn hỏi bác sĩ một số vấn đề đấy ạ. Rồi ok, chúng tôi biết là tí nữa thì đã có cái phần hỏi đáp nhá. Còn bây giờ chia sẻ về ai hiểu biết về làm thế nào để cho xương khớp, xương nó chắc khỏe đã, đúng không? Để nó xương nó chắc khỏe đã và những cái khớp của chúng ta nó linh hoạt để chúng ta ạ, chúng ta vận động đã. Vâng, xin mời anh chị em hãy mở mic để những người đây. Và xin mời Hiền Diệu. Xin chào thủ lĩnh Quốc Gia. Em mở mãi mới được mic á, bởi vì cái chủ đề xương khớp này em rất là mê. Xin giới thiệu với thủ lĩnh và mọi người trên Zoom. Tôi xin phép tôi tên là Hiền Diệu, sinh năm 1984, hiện tại thì tôi đang là nhà tư vấn viên chuyên nghiệp của tập đoàn Sibri. Và tôi đến với Sibri cũng vì cái sản phẩm, tình yêu từ sản phẩm trong tim, trong máu của mình. Hiền Diệu xin phép chia sẻ nhanh một chút. Hiền Diệu đã qua 5 lần phẫu thuật, qua 5 lần mổ xẻ nên là xương rất là yếu ạ. Và đặc biệt là sau khi sinh mổ xong thì hầu như là cái đốt sống cùng đau đến nỗi mà nhiều khi cấu véo vào mà nó tê, còn không biết cảm giác gì, thì không biết là mọi người đã biết mức độ đau xương đến cái cỡ đấy chưa. Nhưng mà từ khi sử dụng sản phẩm Sibri bây giờ thì 8 tháng nay Hiền Diệu liên tục làm việc từ 5 giờ sáng đến 5 giờ đêm. Và khi tôi lên Zoom thì ai cũng nói là ồ, cái người này lúc có 1m44, nặng 42 cân, nhưng mà tại sao lúc nào cũng năng lượng tràn trề, tất cả là nhờ Sibri. Thì bây giờ chúng ta không cần phải bàn cãi về Sibri có tốt hay không. Những cái người nào mà chưa sử dụng đến thì chứng tỏ phúc đức người ta chưa tới thôi, mình khẳng định với nhau như thế. Thế thì bây giờ là làm sao để có bộ xương chắc khỏe? Thì Hiền Diệu khẳng định là từ khi vào thì Hiền Diệu phát hiện ra một điều là Sibri không chỉ có sản phẩm tốt cho chúng ta, cái kiến thức, cái sự hiểu biết đầu tiên sẽ quyết định đến cái sức khỏe của chúng ta, không chỉ xương. Về tất cả những Hiền Diệu nói, đặc biệt là về xương, cái đầu tiên ấy, kể cả cái tư thế đi đứng thôi ạ. Tại sao người Việt Nam chúng ta ấy, chưa già đã còng lưng, ngồi sai tư thế cũng đã ảnh hưởng đến cái bộ xương rồi. Rồi chế độ dinh dưỡng, chế độ vận động cùng với tinh thần. Vậy thì ba cái yếu tố chúng ta làm về ngành sức khỏe, chúng ta hiểu đơn giản là ba cái yếu tố để khỏe mạnh. Thứ nhất là tinh thần, thứ hai là dinh dưỡng, cái thứ ba là vận động. Đó, thế thì bây giờ sống trong một cái xã hội bây giờ, một cái luống rau nhà mình trồng để mình ăn, một cái luống rau mình phun thuốc đi cho người, thì chỉ có sản phẩm của Sibri mới giải quyết được triệt để từ nguyên nhân. Ngoài cái chế độ vận động và tinh thần của chúng ta ra rồi thì chúng ta ăn cái thức ăn hàng ngày không thể đủ được dinh dưỡng, vì nó thiếu vi chất, do độc tố, do thiếu vi chất ấy. Thì sản phẩm của Sibri chúng ta nó có một cái sự khác biệt. Mọi người lưu ý, kể cả như khách mời mà muốn sử dụng sản phẩm Sibri thì chỉ cần qua cái sự chia sẻ của Hiền Diệu thì mọi người hãy ra một quyết định. Bởi vì sao? Nó giống như cái việc chúng ta bổ sung hàm lượng canxi, chúng ta mua canxi ở ngoài chúng ta uống ấy. Chúng ta bôi kem mà chúng ta không rửa mặt. Hiền Diệu chỉ nói đơn giản như thế. Với Sibri có thanh lọc ở cấp độ tập đoàn nó có trên thế giới đến hiện tại. Rồi thanh lọc máu Limposan của Sibri nó sẽ bóc độc tố đi,
sau đó bổ sung vi chất vào, nên là cái việc mà chúng ta sử dụng sản phẩm Siri là nó siêu hiệu quả, mà nó vô cùng tiết, mà hiệu quả thì tối đa đó, giá thành thì tối ưu rồi. Thế còn để mà hiệu quả như thế nào thì trong đội ngũ của Hiền Diệu hạnh phúc từng ngày từng giây, bởi vì vô tình tôi gián tiếp mà tôi đã giúp được hàng trăm người, giúp cho ví dụ như chú Đạt ở Phú Thọ, chú bị xẹp ba đốt sống lưng, chú ấy không bê được một cái mâm cơm để đi để ăn ý, không bê nổi cái mâm cơm, không đi nổi xe máy, mà từ khi chú dùng cái chương trình xương khớp của Sim, chú có thể đi xe máy mấy chục cây một ngày, đi chia sẻ như hơi thở, và kết quả thì là chân lý. Vì vậy nên hôm nay để chia sẻ những cái giá trị tuyệt vời này, cảm ơn thủ lĩnh đã cho chia sẻ ạ. Wow, tuyệt vời quá, chúng ta thấy không ạ? Đến với Sibri, đến với S69 không phải là có xương khớp chắc khỏe không đâu, đúng không? Mà chúng ta thay đổi cái tư duy, đúng không? Thay đổi được rất thứ, chúng ta Huynh đã nói rồi, đúng không ạ? Về ai mà muốn có cuộc sống trẻ khỏe thì đến với S69, đến với Sibri. Đấy, rất là cảm ơn Hiền Diệu, chúng ta thấy trong số anh chị các bạn mà đến với Sibri đã có nhiều cái kết quả như vậy, và ngày hôm nay nhận được nhiều cái bài học, nghe Hiền Diệu chia sẻ thôi rất là hưng phấn và giơ ngón tay cái. Vâng, chúng ta high five vào những cái nào. Đến với Sibri. Vâng, ai chưa dùng xương khớp thì dùng đi, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Chúng ta biết rằng đối với cái cơ thể của con người của chúng ta, bạn Tùng nói là trên 40 tuổi thì đã thoái hóa. Đấy là cũng là một cái ý rất là đúng. Nhưng mà chúng ta biết không, mất canxi ở trong xương của chúng ta ngoài 20 tuổi, nam và nữ đã bắt đầu mất rồi. Nam và nữ đắp canxi từ ngoài 20 tuổi rồi. Đặc biệt những người nào mất canxi nhiều hơn, là anh chị em biết là những người nào bị mất canxi ở trong người nhiều hơn không? Xin mời lại chia sẻ tiếp. Ai biết nói tôi. Xin mời Nguyễn Lương. Dạ, em chào thủ lĩnh và Hàn Quốc Bang, và chào các thủ lĩnh trong Zoom ạ. Nếu như những người mà mất xương khớp, mất canxi nhiều nhất thì là chị em phụ nữ. Vì là thường thường chị em phụ nữ đến và những cái lần chừa đẻ và khi mang thai thì con nó rút tất cả những chất dinh dưỡng trong cơ thể người, chính là cái trường hợp là nạn nhân như vậy ạ. Tuyệt vời, rất là đúng rồi. Còn vấn đề gì nữa không? Dạ, đấy là về nữ, còn nam thì sao? Nam thì cũng như chồng em thì cũng bị mất, cũng và đang bị chồng vẫn đang sử dụng thì cũng đang có kết quả ạ. Rất là tuyệt vời. Nào, ngoài phụ nữ ra, do về ăn uống, do về nội tiết này, do về mất máu này, do về sinh đẻ nào. Vậy ai hiểu biết tiếp về nam nào? Những người nào, những cái vấn đề gì để gây mất canxi của chúng ta nào? Để cho xương nó không chắc nào. Xin mời mở mic nói tôi. Xin Long Xuân Vũ. Vâng. Hay là bạn tôi Vũ Xuân Long. Vâng. Vâng, cảm ơn thủ lĩnh quốc gia, thủ lĩnh vàng quốc gia. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã cho tôi chia sẻ. Tôi là Vũ Xuân Long, tôi hiện đang sinh sống tại thành phố Phan Rang Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận. Tôi đến với Siri cũng vì lý do sức khỏe. Thế hôm nay là chuyên đề xương khớp, thì tôi cũng cho vài cái chia sẻ. Tôi đã từng bị thoát vị đệm, đã từng bị tràn dịch khớp gối, và tôi sử dụng cái sản phẩm canxi. Vì trước khi biết đến Siri thì tôi có sử dụng canxi của Mỹ, nhưng mà thấy nó vẫn bị thiếu và đêm nằm vẫn bị chuột rút. Thế thì một trong những nguyên nhân tôi tìm hiểu ra là do tôi sử dụng cái corticoid nhiều, nên nó đào thải canxi trong xương, nó làm cho tình trạng loãng xương. Nên tôi mới biết một cái loại thuốc tây đó là đào thải canxi, còn các loại thuốc tây khác thì tôi chưa tìm hiểu. Xin hết dạ, xin trân trọng. Rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn anh Vũ Xuân Long rất là nhiều. Đấy, chúng ta dùng corticoid, chúng ta cứ thấy bị loãng xương, bị đau khớp là cứ giảm đau. Đấy là cái vấn đề mà nó làm sao nó bị loại canxi ra khỏi cơ thể chúng ta đấy ạ. Vâng, vậy thì về ăn uống thì sao? Ăn những cái thức ăn gì mà để nó làm mất canxi? Ai biết thì hãy mở mic nói tôi và xưng tên ạ. Ai biết ăn những thức ăn gì thì nó loại canxi? Và xin mời Doãn Sâm. Xin chào thủ lĩnh vàng quốc gia, đã cho tôi phát biểu ý kiến. Xin chào anh chị em có mặt trong buổi chiều nay. Theo tôi biết, một cái nguồn tin nữa là chúng ta vì sử dụng thịt đỏ nhiều thì cái khả năng là mất canxi cũng rất lớn, bác sĩ ạ.
Đúng rồi, chính xác. Cho và lại là cái thói quen ăn uống là uống rượu bia. Wow, tuyệt vời. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đấy là một cái điều mà chúng ta đã nhận thức được. Đến với Siri không phải là chúng ta có những cái gì tốt, đúng không ạ? Quan trọng là cái chúng ta ăn nhiều thịt này, chúng ta uống nhiều rượu bia, nó thải khoáng chất ra ngoài. Đấy, vậy thì thanh niên chúng ta, đúng không ạ? Rất là nhiều người vì 100%, 100%, đúng không ạ? Chúc sức khỏe, nhưng mà đấy là hại sức khỏe, đúng không cả nhà? Ăn nhiều thịt này, uống nhiều rượu bia này thì nó thải canxi ra ngoài. Thì vậy thì nó thải ở xương ra, vậy thì xương có còn chắc không? Không còn chắc khỏe nữa. Đấy là cái điều chúng ta hãy thay đổi cái thói quen. Vậy thì vào cái môi trường này có phải là chúng ta thay đổi được thói quen không? Thay đổi cái thói quen xấu thành thói quen tốt để chúng ta tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta ăn những món ăn gì để chúng ta có nhiều canxi hơn? Đấy, bây giờ câu hỏi ngược lại, ăn những món ăn gì có nhiều canxi, xin mời chúng ta mở mic chia sẻ nói tôi. Anh chị em lên sân khấu thật nhanh. Xin mời Mi Giang. Xin mời anh chị em. Ai mở mic nói tôi ạ? Ăn những thức ăn gì để có nhiều canxi? Vâng, xin mời Phạm Thanh Nga nữa. Theo như gọi là trước đây ấy, khi mà chưa biết đến CBD ấy, thì thường người ta cứ bảo là ăn cua, ăn cá, ăn tôm, những cái con mà nó có, tức là nó có, người ta gọi là vỏ cứng ấy, thì người ta bảo là bổ sung canxi và một số các cái loại rau mà chứa cái hàm lượng canxi, nhưng mà chủ yếu là gì ạ, là tôm với cua, ốc, nghêu, ngao gì đấy ạ, còn đấy là những các cái gọi là cái con thức ăn mà có cái vỏ cứng, người ta bảo đấy là bổ sung canxi, và có một số cái loại rau khác nữa. Vâng, đấy là cái một số thức ăn mà tôi được biết ạ. Vâng, rất là cảm ơn chị Thanh Nga rất là nhiều. Vâng. Ăn cái gì để có nhiều canxi nào trong thức ăn của chúng ta? Em ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ. Xin chào thủ lĩnh quốc gia, xin chào thủ lĩnh vàng quốc gia Phạm Điền Minh. Cùng toàn thể các anh Zoom. Em Hằng Ly hiện nay đang là nhà tư vấn chuyên nghiệp của tập đoàn sức khỏe. Câu hỏi mà anh Huynh vừa đề cập là chúng ta cái gì để mà làm giàu cái canxi, cái câu hỏi này là một câu hỏi lớn và em cũng rất quan tâm đến cái câu hỏi này, vì em thân ngoài chăm sóc mình, chồng với bố mẹ thì còn có ba bạn nhỏ rất là cần cái nguồn canxi này, và khi mà các cháu mà thiếu cái nguồn canxi thì cũng như các anh chị biết là nó gây ra rất là nhiều bệnh tật. Thế thì nguồn canxi mà em thường lấy cháu ấy là thứ nhất là từ các loại hạt thì cũng rất là giàu các nguồn canxi. Thứ hai là phô mai, hai thì em cũng không cho ăn thường xuyên lắm vì nó có nhiều chất béo. Thứ ba nữa là cái nguồn canxi từ sữa chua thì cái nguồn canxi này nó dễ hấp thụ hơn. Và tiếp theo là các loại đậu thì em có thể là sử dụng các loại ngũ cốc. Hạnh nhân thì nó hơi khó ăn một tí, nhưng mà đặc biệt là em cực kỳ thích canxi ở trong cái bột whey protein. Đấy là một cái dòng mà canxi mà em phải thấy rằng là cái sự tự nhiên của nó rất là cao. Cho nên là khi mà các cháu dùng, các cháu rất là mê, và thứ nhất là nó không có đường, anh, đường nó hoàn toàn chiết xuất từ tự nhiên, nên là các cháu ăn nó rất là tốt cho sức khỏe cả. Và tiếp đến là những cái thực phẩm mà có rau lá màu xanh thì thực phẩm mà nó cũng rất là giàu canxi. Mọi người cứ nghĩ là phải trong trứng này, trong thịt này thì mới có canxi, nhưng mà trong các loại rau màu xanh đậm cũng rất là nhiều canxi. Và ngoài ra thì em uống canxi của Siri. Cả con, cả mẹ, cả ông bà nội, bà ngoại đều dùng canxi của Siri hết. Và mẹ em là một cái trường hợp mà không dung nạp canxi trong bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào hết. Uống vào là dị ứng mẩn ngứa toàn lên mề đay ấy. Thế nhưng mà khi sử dụng cái sản phẩm Siri của canxi của Siri thì cực kỳ tuyệt vời anh Huynh ạ. Tức là em đã tìm được một cái giải pháp cho mẹ em là em không bị dị ứng canxi nữa. Mà mẹ em trước đây ấy, khi mà thiếu canxi thì anh cũng biết là cái người trung tuổi, lớn tuổi ấy, thì nó gây ra rất là nhiều phản ứng, ví dụ như là ngủ thì nó thường xuyên bị đau nhức cái bắp chân, cái ống đồng ấy, xong rồi là đi thì rất là khó vì thiếu canxi thường xuyên dài ngày như thế, cho nên là mẹ em bị gây ra cái việc là bị tiêu sụn khớp gối, bởi vì là cái canxi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là bôi trơn của cái khớp. Mẹ em đã bị như thế, nhưng mà từ ngày mà sử dụng cái giải pháp của Sibri thì
quả thật là rất tuyệt vời. Cảm ơn anh rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Hàng Ly. Đấy, chúng ta biết là khi đến với Siri đâu có phải là chúng ta có những cái điều gì đâu. Chúng ta có kiến thức rất là nhiều về sức khỏe, đúng không? Và sản phẩm thì chúng ta bảo không nói đến rồi, nhưng mà nó rất là quan trọng cả nhà. Cái canxi ở bên ngoài ấy, nó có nguyên cái thành phần canxi không thôi. Thì làm sao mà nó chúng ta dùng vào ấy, nhiều người tại sao bảo nó nóng, đúng không? Nó nóng trong. Đấy, vì nó không có tổ hợp canxi giống như Elevetan của chúng ta, đúng không? Vậy thì canxi của Siri, như mọi người nói là thức ăn thì rất là chuẩn rồi, đúng không? Trong thức ăn nó có rất là C rồi vitamin D rồi K1 rồi rất là nhiều cái thứ. Những cái thứ đấy, magie nữa, những cái thứ đấy thì nó phải nhét canxi về trong xương của chúng ta được, đúng không? Cái điều mà vừa rồi Hằng Ly nói ấy, thức ăn là một cái điều rất quan trọng đối với chúng ta, đúng không? Vậy thì ăn những thức ăn tươi sống, đúng không? Khi chúng ta nấu quá chín rồi thì các cái loại vitamin hay là dạng C hoặc là B hoặc là kể cả canxi cũng vậy, thì nó sẽ biến tinh đi sang một cái dạng khác. Đó, đấy là một cái điều mà chúng ta cần nhận thức được. Vậy tại sao từ thủ lĩnh quốc tế, từ thứ vàng thủ lĩnh quốc gia, rồi từ thủ lĩnh trở lên, chúng ta S69 toàn ăn gì ạ? Ăn thực vật hết. Chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Chúng ta thấy có một cái môi trường nào khi mà đến với Siri đến S9 thì chúng ta toàn ăn những cái thức ăn tươi sống, đúng không? Củ quả, đúng không? Rau cũng vậy. Để làm sao ạ? Để cho nó hấp thụ tốt nhất. Mà chúng ta ăn, đấy là ăn sự sống, đúng không? Chúng ta biết là gạo nấu chín hay là hạt gạo, hạt cơm ném ra thì không bao giờ nó mọc cây rồi, nó không bao giờ lên mạ rồi, đúng không? Như hạt lúa chúng ta ném ra thì lên mạ. Đấy, chúng ta ăn những cái tươi đó thì đấy là chúng ta ăn hoạt chất sinh học. Tên khoa học nó gọi là hoạt chất sinh học, đúng không? Còn đối với chúng ta thì chúng ta gọi là sự sống, đúng không? Và cây củ quả nó sinh ra, đúng không ạ? Đấy, và nếu chúng ta ăn quá nhiều thịt, đúng không? Thì nó gây ra. Và Huynh ngày xưa cũng vậy, là một người làm trong ngành y đấy, nhưng mà về là thịt chó. Đấy, ở Ninh Bình thì rất nhiều chó, thịt dê anh chị em ạ. Thịt chó tuần mấy bữa, đúng không? Và Huynh đã bị chấn thương cột sống, cũng bị đau sống mông, cũng bị thoát vị địa đệm rồi. Chụp CT các lớp cột sống nó không khác gì ông già 70 tuổi cả nhà. Đấy, đấy là năm 2013-14 nhá. Nhưng mà từ ngày vào Siri đến nay, vấn đề sức khỏe đều được giải quyết hết, đều được dần dần. Và đi kiểm tra tuổi sinh học nó trẻ thôi, chưa đến 30. Đấy là cái điều tuyệt vời mà Huynh cảm nhận được rất là. Vậy thì ngoài cái vấn đề về sản phẩm của Siri ra, nó có những cái điều tuyệt vời như này, Huynh sẽ chia sẻ một chút cho anh chị em về cái canxi của Siri nó như thế nào. Đấy, thế thì đây là một trong những cái điều mà chúng ta biết được trong cái mà chúng ta biết rất là tuyệt vời. Anh chị em ạ, canxi của Siri không phải là cái chuyện bình thường, nó là cơ, nó không phải là canxi không, nó gọi là tổ hợp và các khoáng chất ấy kết hợp các cái dạng thiên nhiên của canxi. Đấy, chúng ta biết là cái điều tuyệt vời ở đây ấy, là gì ạ? Vi khoáng đặc có vitamin D này, D3 này, K1 này, B6 này, C này, rất là nhiều những cái khoáng chất khác giúp mật độ hấp thụ xương và chuyển hóa canxi trong cơ thể. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Nó phải có những cái điều này thì nó mới ra ạ, nhét canxi vào xương được. Và sao ạ? Thì ạ, được làm giàu bằng chiết xuất thảo mộc, kháng viêm này, điều hòa nội tiết tố này, chống ung thư này, chống co thắt này, lợi gan này, lợi tiểu, lợi mật, chống xuất huyết. Chúng ta thấy không ạ? Hỗ trợ củng cố mô xương, tóc, móng, kích thích hoạt động của các hệ thần kinh, tim mạch, hệ cơ, ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Đấy, và trao đổi nước, chống viêm, chống dị ứng và chống oxy hóa, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của cơ thể với các hiện tượng truyền nhiễm và độc tố. Chúng ta thấy là một trong chỉ cần một cái gọi là canxi hữu cơ của CV thôi, đó, nó đã gì ạ, giải quyết được rất nhiều cái điều của chúng ta. Vậy thì chúng ta biết là trong canxi của CV không, nó không phải là chuyện canxi thường. Vậy cho nên chúng ta biết là bà bầu uống cũng phải là nóng trong đâu. Chúng ta uống canxi của Siri là uống nó cả buổi tối và cả ban ngày. Chúng ta thấy sự khác biệt chưa? Thấy sự khác biệt của Siri chưa? Thấy sự khác biệt của canxi chưa? Đấy. Và ngoài thức ăn, ngoài canxi có tổ hợp như vậy rồi, vậy thì làm cách nào để đưa canxi vào xương một cách
tốt nhất hơn nữa. Và xin mời anh chị em mở mic chia sẻ. Làm cách nào để đưa canxi vào cơ thể chúng ta tốt hơn nữa? Ngoài thức ăn rồi, ngoài tổ hợp canxi rồi. Và xin mời Phạm Thanh Nga nào. Nay Phạm Thanh Nga lên sân khấu hơn nhiều đấy. Bởi vì tôi rất là yêu cái sản phẩm này và tôi được gọi là gần như là đại với bằng cái sản phẩm này. Nhất là canxi ạ. Canxi thì nó thật với cả nhà, từ khi tôi biết đến CVD đến bây giờ chưa một tháng nào tôi không dùng canxi. Tôi bổ sung liên tục. Và tôi không hiểu sao mà khi mà tôi bị cát bê dạ dày dương tính ấy, thì tôi dùng canxi tôi chả dùng cái gì cho dạ dày, sau đấy bây giờ dạ dày tôi vẫn còn lành. Đấy. Và cái được nghe cái bài về của chủ tịch ấy, của giám đốc học trung tâm đấy, của giám đốc học ấy, nói về bài canxi, thì ông có nói rằng là để cho canxi mà hấp thụ tốt hơn nhiều nữa vào thì mình thêm có cả magie. Nhưng ngoài đấy là gì ạ? Ngoài đấy là mình phải tập luyện. Nếu không có uống vào bao nhiêu thì nó chỉ rất được một phần đấy ạ. Và bao nhiêu nó sẽ đào thải ra. Vì nếu mình thực hiện thì nó sẽ không hấp thụ vào trong cái cơ thể của con người mình được. Ai mà tôi được nghe ở trên kênh YouTube mà giám đốc trung tâm học có giảng về cái bài đấy thì tôi chỉ biết một chút về canxi như thế đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn Phạm Thanh Nga rất là nhiều. Hoàn toàn đúng cả nhà. Nếu mà chúng ta dùng sản đúng không ạ, nó không thôi, nó chỉ hấp thụ được một. Nhưng nếu chúng ta vận động đúng không ạ, thứ nhất là những cái động tác vận động nào để làm sao mà xương nó chắc hơn, để làm sao mà canxi nó tốt hơn. Là anh chị em nào hay đam mê vận động nào, hãy mở mic giao lưu chia sẻ với anh chị em nào tôi, trong ngày hôm nay. Xin mời ạ. Xin mời tôi ạ. Ô Ngọc Châu. Xin mời Hồ Ngọc Châu. Xin chào thủ lĩnh Vàng Quốc gia. Tôi cũng xin được chia sẻ một chút về cái sản phẩm canxi của chúng ta. Tôi năm nay 64 tuổi. Trước đây thì tôi cũng đã đi thể dục thể thao. Lúc đó là chưa biết đến sản phẩm của CVD. Nhưng mà sau khi biết sản phẩm của CVD rồi, tôi đã dùng sản phẩm và dùng canxi là chính, là nhiều. Và tôi cũng dùng. Đến bây giờ thì tôi cảm nhận được rằng xương khớp của tôi nó ngày trước là cũng phát vị địa đệm cũng có này, rồi bị gai đôi cuộc sống này, rồi nói chung là về xương khớp là nói chung là nó cũng nhiều thứ lắm. Thế nhưng mà từ ngày tôi mới dùng Siberia được khoảng 2 tháng này thôi, hơn 2 tháng mà tôi tập luyện thể dục thể thao cũng rất nhiều. Và đến bây giờ tôi đi bộ ở trên máy, trước kia thì tôi đi được khoảng 30 phút, nhưng đến bây giờ tôi đi hơn 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, có thể đi trên máy khoảng gần 10 cây số. Và tôi cảm thấy nó bình thường, xương khớp và nhất là cái bộ gối của tôi đi nhàng, thoải mái và rất chi là khỏe. Mọi người xung quanh người ta bảo là cũng không ngờ tại sao mà chú lại khỏe như thế, chân tay khớp gối của chú không có vấn đề gì. Thế thì tôi cũng chỉ nói rằng tôi đã dùng sản phẩm CVD mà nhất là canxi. Chứa canxi của CVD là canxi hữu cơ, nó đem lại cho con người rất lớn và xương khớp của tôi cảm thấy nó mạnh khỏe hơn và sức khỏe càng ngày càng cường tráng hơn. Xin chia sẻ với mọi người một chút như thế. Xin cảm ơn thủ lĩnh đã cho. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Chúng ta thấy không ạ? Đối với CVD thì 70 tuổi vẫn còn xuân nhất chú nhá. Đấy là cái điều tuyệt vời. Đúng không ạ? Chúng ta biết là không những mà khi chúng ta dùng sản phẩm vào mà xương khớp chắc khỏe đâu. Đấy, chú ấy chia sẻ còn cường tráng hơn, còn mạnh mẽ hơn về cái việc đặc biệt là vậy thì thiếu canxi bị mắc 147 vấn đề sức khỏe. Chúng ta thấy ạ, cái cuốn sách Sự Trung Thực Của Các Xác Chết đấy, một người tiến sĩ đúng không ạ, tên là Wanlock của người Mỹ, ông là một trong những người là giải phẫu rất là nhiều ngàn cái xác chết của động vật và cả con người. Và ông ấy tìm ra cái nguyên nhân mà làm sao mà tại sao con người chúng ta bị bệnh, tại sao con người chúng ta chết. Đấy, ông đã tìm được vậy. Và chỉ cần nguyên thiếu canxi thôi đã vướng 147 vấn đề sức khỏe, 147 bệnh rồi. Chúng ta biết đấy là một cái vấn đề mà chúng ta phải thấy tự hào và chia sẻ cái thông tin của suy ra rộng ra cho cộng đồng. Đúng không? Rất nhiều ở ngoài kia, rất nhiều người đang đau khổ. Chúng ta biết là những người mà bị khớp lâu năm ấy, dùng canxi CVD vào tự nhiên khớp nó phồng lên, nó chảy, cái chảy dịch ra đấy là cái điều tốt.
để nó làm cho gì ạ, đào thải các cái chất độc ở trong khớp ra, nó rửa khớp đấy cả nhà. Vậy chúng ta thấy dùng sản phẩm chúng ta đau hơn, đúng không? Ta phải ăn mừng, đúng không ạ? Chúng ta phải dùng tăng lên để cho nó hết đau. Nếu mà nó chảy dịch khớp nhiều hơn, đúng không ạ, thì chúng ta làm sao ạ? Một là đi hút, đúng không? Hai là chúng ta gì ạ, có những cái gì ạ? Dùng glucosamine mạnh lên, gieo khớp nhiều lên để nó đỡ đau. À, đấy là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu biết được là cái sản phẩm chúng ta tính năng tác dụng là gì ạ? Đào thải, đúng không ạ? Sau đó nó đến tái tạo. Đấy, thế thì đấy là một cái điều vời nhất. Vậy thì luyện ra này, tập luyện thì gồm có đi bộ này hay là sao ạ? Và chạy bộ này. Đúng rồi. Đấy, chúng ta phải dùng sức nặng đè lên xương, đúng không ạ? Những cái động tác theo với lứa tuổi của chúng ta, thì khi mà sức nặng đè lên xương ấy, thì xương nó sinh ra một cái dòng điện ion, nó mới hút canxi vào trong xương của chúng ta. Đấy, vậy cho nên là nếu cơ thể của bạn không vận động, thì kể cả xương, kể cả khớp, kể cả tế, kể cả trí tuệ của bạn cũng dần dần bị lão hóa. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu bạn không làm việc, bạn không lao động, đúng không ạ, sẽ y trệ ngay. À, đấy là một cái tuyệt vời nhất. Và chúng ta muốn biết là tại sao mà xương nó chắc khỏe như vậy, đúng không anh chị em? Vâng, và bây giờ nói đến khớp nào. À, bây giờ làm thế nào để khớp mềm dẻo? Và tí nữa Huynh sẽ kiểm tra khớp của mọi người nhé. Ok. Ôi, trên này Huynh chỉ kiểm tra được xem là khớp của ai dẻo, khớp của ai không. À, đấy là cái điều tuyệt vời. Lát nữa thôi chúng ta sẽ biết. Nào, bây giờ anh chị em hãy chia sẻ nào, làm thế nào để cho chúng ta khớp mềm dẻo nào. À, xin mời mở mic, nói tôi và xưng tên ạ. Rất là đơn giản thôi đúng không? À, xin mời anh chị em. Lại Phạm Thanh Nga. Ờ, xin mời khác nào. Chúng ta mở mic đi. Thanh Nga hôm nay xung phong tuyệt vời quá nhỉ. Xin mời Mai Thị Hoa Thoa nào. Vâng. Em xin chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Em mãi ghi chép của em không nhớ cái câu hỏi của Thủ lĩnh. Làm thế nào để khớp xương chúng ta mềm dẻo hơn? Xương chắc khỏe chúng ta biết rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ đến khớp xương dẻo. Khớp xương mềm dẻo thì theo nghĩ là vẫn phải vận động hàng ngày. Phải có những cái tập luyện hàng ngày cũng như là ăn dinh dưỡng thêm bổ sung cho vấn đề khớp. Thì cái kiến thức này em nó cũng hơi kém nên em chỉ nhận thức được như vậy ạ. Chuẩn rồi, cảm ơn Mai Thị Thoa rất là nhiều đấy. Chúng ta biết là nếu chúng ta không vận động, làm thế nào để đốt sống cổ không bị thoái hóa, làm thế nào đốt sống lưng, làm thế nào khớp gối chúng ta, thì nó có những cái bài tập, đúng không ạ? Bao nhiêu chị các bạn mà muốn hôm nay tập được cái bài tập mà để cho đốt sống cổ không thoái hóa, đầu gối không thoái hóa, hay cái dùng dinh dưỡng, ngoài cái dùng sản phẩm, ngoài các vận động hàng ngày mà có cái bài tập mới, thì giơ tay và hãy giữ nào. Ai muốn biết trong buổi chiều ngày hôm nay thì Huynh sẽ chỉ cho. Đấy, rất là tuyệt vời, rất là đơn giản. Vì chúng ta ngồi học Zoom nhiều là chúng ta sẽ có cái ngồi, có cái bài tập nào khi đứng. Đấy, cả nhà nhá. Đấy, để cho khớp xương, để cho xương của chúng ta nó được chắc khỏe, để cho khớp chúng ta mềm dẻo ấy, thì có những cái bài tập rất đơn giản. Ai hãy đi tập yoga này, là khớp sẽ mềm dẻo nhất, đúng không? Yoga là khớp sẽ mềm dẻo nhất. Và chúng ta ăn sản phẩm gì để cho khớp xương mềm dẻo, đúng không? Vậy thì đây, bây giờ là cái bộ xương khớp Huynh sẽ sâu lên đây để cho anh chị có thể xem được, đúng không? Vậy thì đúng là khớp xương mềm dẻo nó phải có nhịp sinh học của nó, đúng không? Nó phải có nhịp sinh học của khớp xương, nó phải có rất nhiều những cái điều tuyệt vời ở chúng ta. À, đây sẽ Huynh sẽ sâu cái khớp xương mềm. Ok, rất là đơn giản thôi. Đấy, chúng ta biết là đây là một trong những cái điều vời mà Huynh muốn chia sẻ cho anh chị em. Đấy, khớp xương mềm dẻo thì gồm như thế nào để chúng ta mềm dẻo cái khớp đây? Ngoài vận động, ngoài ăn uống, ngoài nhận thức của chúng ta ra, thì đây, bạn đang lo lắng gì? Sưng tấy và mẩn đỏ ở vùng khớp, khớp nào cũng thế thôi, đúng không? Bạn đang chịu đựng những cảm giác rất là đau. Gần 1/3 trên thế giới, đúng không ạ? Dân số trên thế giới có các vấn đề tương tự như vậy. Vậy thì nguyên nhân do làm sao ạ? Do cái tốc độ động, đúng không ạ? Bị tổn thương vì phải chịu tải thường xuyên, đặc biệt là những người nặng,
những người mà nặng cân quá, những người mà quá cân đấy thì là tại chịu tải cái mệt quá, đúng không? Đấy. Ngoài ra cái tình trạng của khớp còn trở nên xấu đi do gì ạ? Thứ nhất là một cái vấn đề nhỏ về di truyền, hay là về chấn thương, hay thay đổi tuổi tác, hay là thừa cân hội tụ chuyển hóa, hoặc hội chứng chuyển hóa, hoạt động chân tay quá tải hay là quá ít. Đấy. Phong cách sống ít vận động. Đấy là một cần nhận biết được, đúng không? Cần nhận thức được. Vậy thì để phục hồi sụn khớp, cơ thể của bạn cần gì ạ? Hỗ trợ bổ sung những cái gì? Đúng không? Phẩm của Seven Health đã dạ có các cái thành phần hoàn toàn từ thiên, các thành phần của mô khớp và mô sụn của dịch khớp và chất tương tự của chúng, đúng không? Đấy, và các liên kết giữa tự nhiên với tác dụng chống viêm rất là tuyệt vời. Thì chúng ta có cái soft band Joy Comfort này, hay còn gọi là Limvosan Joy Comfort, đúng không? Chất thấm hút thảo mộc dành cho khớp. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta cần biết. Nó gồm có pectin táo làm sạch cơ thể này, collagen, đấy, hydrolysis này tự nhiên giúp phục hồi sự khớp. In có trong cây cúc vu, cần cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Vỏ cây liễu trắng, nguồn cung cấp salicylate cho có tác dụng chống viêm ở khớp. Đây là một cái dòng sản phẩm Huỳnh thấy rất là tuyệt vời cho anh chị em khớp. Tiếp theo ạ, đây thành phần của nó gồm có bột quả tầm xuân này, collagen này, bột cây cúc vu này, bột táo này, chất gây gua này, đấy, cái chất keo đấy. Đấy, và chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng. Và rất là tuyệt chị em. Đây là một cái dòng sản phẩm mà ai thường xuyên uống Limvosan vào buổi sáng, giơ con tay cái nào. Đấy, cái Limvosan này nó làm sạch. Đấy. Và nếu mà đường ruột chúng ta không sạch, chúng ta có dùng rất là nhiều các cái thức ăn tốt thì nó cũng đào thải ra ngoài thôi. Thế thì cái sản phẩm này ngoài tác dụng cho xương khớp, đúng không? Thì nó có 8 năng tác dụng, nó cân chỉnh vi khuẩn đường ruột, mà có rất nhiều điều tuyệt vời. Đấy. Thế thì những cái sản phẩm mà chúng ta cần lưu ý cho cuộc sống chúng ta, đặc biệt là về xương. Ok. Tiếp theo ạ, sản phẩm nhịp sinh học cho khớp của chúng ta. Khớp của chúng ta có nhịp sinh học đấy ạ. Khớp của chúng ta có nhịp sinh học. Khớp xương làm việc lúc nào? Có phải vào buổi sáng sớm không ạ? Có phải là vào buổi sáng sớm không? Thứ ba, đấy là nhịp sinh học cho xương khớp. Từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng là tủy xương làm việc không? Đấy là nhịp sinh học khớp ạ. Vậy thì cái dòng sản phẩm Grovitam 6 là mã rồi này. Đấy, là tổ hợp độc đáo hỗ trợ phục hồi bảo vệ mô khớp, đúng không ạ? Cái tổ hợp được phân chia phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể chúng ta. Công thức buổi sáng, công thức buổi tối. Đấy, thứ nhất là bảo vệ khớp sinh học. Liều dùng tối ưu cho một ngày đêm. Các chất bảo vệ sụn, các chất thảo mộc có tác dụng chống viêm. Rất là tuyệt vời anh chị em. Đây, công thức buổi sáng với Vermin Sunfat chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng. Chorotin, nhưng ban đêm thì cũng vậy, buổi tối cũng vậy, cũng glucosamine sunfat nhưng mà chiết xuất từ cây móng quỷ. Đấy, chorotin sunfat. Và chúng ta biết là đây là một trong cái dòng sản phẩm hết sức tuyệt vời. Chúng ta biết ban ngày, thì cơ thể chúng ta, khớp của chúng ta cần gì ạ? Ban ngày thì cần linh hoạt, cần mềm dẻo để làm việc mà. Đấy, ban đêm thì cần gì ạ? Ban đêm thì cần về sụn, về mô, chân ban ngày đêm ban đêm riêng. Đấy, sản phẩm chúng ta thấy tuyệt vời không? Đáp ứng nhu chính học. Và CB chúng ta là một tập đoàn đầu tiên sản xuất các dòng sản phẩm theo nhịp sinh học của con người. Rất là giá trị, tuyệt vời anh chị em ạ. Đấy, rất là tuyệt vời. Và tiếp nữa này. Đây là cái gel xoa. Tại sao chúng ta bảo cái sản phẩm này ấy, nó là một trong những đề là kem bôi ngoài cơ thể, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta dùng cái từ là chữa xương khớp thì luật pháp đâu có cho tự do như chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì để lái đi là bôi ngoài da, đúng không cả nhà? Chúng ta để ý nhé, ngoài cái vỏ của cái dầu xoa Uranomo này này, đấy, nếu mà để là dầu xoa thì được bán, đúng không? Nếu mà để vào
cái kem này bôi để trị xương khớp. Nhưng mà cái kem này liệu rất tốt, giảm đau rất tốt cả nhà nhé. Cầu xoa cơ thể thiên nhiên giúp nhanh chóng hiệu quả cải thiện khả năng vận động, giảm viêm, kích thích các quá trình phục hồi xương khớp. Rất là tốt, dụng nhanh, làm nóng mát the. Đấy, nó không nóng như dầu cù là hay cao con hổ đâu, nóng nhưng mà mát the. Rất hay, thúc đẩy quá trình trao đổi bên dụng, làm dịu nhẹ cái cơn đau của khớp. Thành phần của nó đây, rất là nhiều, 7 loại tinh dầu, đúng không? Nhựa cây linh sam, một cái cây mà chịu rét tốt nhất ở vùng Siberia. Đấy, chorotin hay là lưu huỳnh hữu cơ hay là đập. Cái sản phẩm này mình thấy rất là tuyệt vời. Anh chị em ạ, cái gel xương khớp này này, nhiều người đau răng, mút răng, cho vào răng nó hết đau. Đấy, nhiều người đang đau búi trĩ cũng cho vào búi trĩ nó hết đau. Nếu vấn đề là giảm đau thì làm sao ạ? Không bao giờ được bán mà phải đưa vào bệnh viện. Đấy, cho nên là chúng ta đề là gọi là kem bôi ngoài da. Chúng ta thấy tuyệt vời đúng không? Cái sản phẩm của chúng ta rất là tuyệt vời. Anh chị em thấy rất là nhiều dòng sản phẩm tuyệt vời đấy, để cho khớp xương mềm dẻo cần gì ạ? À? Gel xương khớp mà chúng ta bôi vào trước khi vận động, trước khi ngủ, sau khi ngủ dậy, trước khi vận động. Rất là tuyệt vời cả nhà. Xương khớp của chúng ta siêu tuyệt vời luôn, không phải là tuyệt vời nữa anh chị em. Đó. Và đã sao mà loại bỏ các cái chất độc ở trong khớp ra, để làm sao mà loại bỏ cái muối acid uric ra. Anh chị em biết không? Chúng ta đây là một trong những cái điều tuyệt vời nữa là dùng trà. Trà thảo mộc Uranomo, một trong cái dòng trà mà gọi là có tác dụng làm sạch, hỗ trợ trao đổi và khoáng chất, ngăn ngừa tích tụ muối và các cái sản phẩm có hại cho khớp. Đấy. Thứ nhất, cân bằng khoáng ở trong khớp này, giảm phù, cung cấp vitamin C và flavonoid này. Đây ạ. Mỗi một cái thành phần một cái trà thôi mà đã có rất nhiều cây thảo dược. A phúc bồn tử đen, quất quả đỏ, quả tầm xuân, dễ kê, tiểu xài hồ mộc tặc. Chúng ta chỉ cần biết những cái sản phẩm này. Đấy, đây là bộ xương khớp, đúng không ạ? Cảm ơn các quý vị sản phẩm này. Ngoài ra thì gồm đấy là khớp xương nhá. Đấy, để cho khớp mềm dẻo thì chúng ta dùng cái sản phẩm đấy, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta những cái sản phẩm gì nữa này? Canxi này, glucosamine đây này. Đây là sản phẩm thể thao, bộ sản phẩm thể thao mà Huynh dùng thường xuyên. Huynh dùng thường xuyên để Huynh ạ tập luyện. Đấy, bốn cái loại sản phẩm này rất là đẹp cả nhà, rất là bắt mắt. Đấy, Huynh dùng liên. Mỗi một ngày mỗi loại 2 viên. Khi đi tập 30 phút là Huynh dùng rồi. Buổi tối cũng dùng. À, 1 viên. Đấy, thế thì đấy là một trong những cái bộ sản phẩm rất là thường xuyên Huynh đang dùng. Vâng, xin chia sẻ. Bây giờ là gần 3 giờ, rất là đơn giản thôi. Thế thì những cái vấn đề về xương khớp, tại sao chúng ta biết là tại sao phải dùng 4-5 loại để nó tốt cho xương khớp? Anh chị em họ, mọi người nói là sao tôi bị mỗi khớp thôi, người ta bảo chỉ dùng canxi hoặc glucosamine là xong rồi. Vậy thì đấy nó có phải là ưu việt không, đúng không ạ? Xin mời anh chị em hỏi, tại sao chúng ta phải dùng 3-4-5 loại như vậy để chúng ta có được cái khớp khỏe mạnh? Anh chị em nào để có khớp, anh chị em hãy nêu tại sao chúng ta phải dùng nào 3-4 loại như vậy tưởng nó khỏe mạnh. Vâng, xin mời anh Trương Thị. Xin mời anh Trương Thị Hiệp. Xin phép chào tất cả chị. Em ở trên Zoom, mình năm nay 50 tuổi rồi. Mình vào được 3 tháng chưa chị. Dùng cái gì ạ? Đang dùng cái sản phẩm gì chị? Thì với khách hàng của mình ấy, thì mình toàn kê những, nếu như mà về khớp, liệu chỉnh khớp thì mình siêu vitamin với lại healthy với lại sim 6 với lại gen bôi khớp và limphosphate loại 319 nghìn hỗ trợ cho dẻo về xương khớp ấy. Tuyệt vời quá, đúng rồi. Dạ. Và thế tại sao như vậy? Thì để cho nó mới tốt, tại sao? Nhiều người hỏi là tại sao dùng nhiều thế? Chị có giải thích được tại sao dùng nhiều thế không? Vì trong các cái khớp xương của mình thiếu chất thì tức là những cái dòng sản phẩm đấy thì hỗ trợ, tức là mỗi dòng sản các cái dòng hỗ trợ cho nhau. Giống như thế cái bữa ăn của mình ấy, thì mình thường hay nói với khách hàng là giống như cái bữa ăn của mình. Thì những cái nhà người ta giàu có, người ta ăn đầy đủ món thì người ta khỏe tốt hơn.
còn những người mà gia đình, những cái gia đình nghèo khó khăn thì chỉ có cơm với rau không thôi thì sức khỏe cũng chưa đảm bảo được. Nhưng là thiếu rất là tuyệt vời, cảm ơn nhiều nha, vừa đi ô tô vẫn vừa đam mê chia sẻ. À, đấy là khi vào S9, khi vào CV là nó vậy đúng không cả nhà? Yêu rồi mà, đấy, yêu rồi mà. Thế thì trong sản phẩm CV chúng ta, một sản phẩm cũng đã rất là tốt, phù hợp rồi. Nhưng mà nếu chúng ta dùng theo cái liều bình thường ở trên cái lọ này, thì nó gọi là hỗ trợ, hỗ trợ, đấy, hỗ trợ. Và nếu chúng ta dùng nhiều lên thì nó là trị liệu. Và một dòng sản phẩm đã là trị liệu thì 3-4 dòng sản phẩm, chúng ta có cái chương trình thanh lọc năng lượng bản quyền đấy, ai nhắn tin đây rất đúng rồi này. Cái chương trình thanh lọc năng lượng bản quyền này là một cái chương trình, nó là một bài thuốc đông y trị liệu. Nếu chúng ta hiểu trong nội bộ chúng ta với nhau thì là đúng là một bài thuốc đông y trị liệu. Chúng ta biết rằng các cái dòng sản phẩm khác ấy, nó có gì ạ? Nó chỉ là dinh dưỡng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đây là 20% là dinh dưỡng mà còn 80% là trị liệu anh chị em ạ. Chúng ta biết là đây là một cái sản phẩm, nếu chúng ta mà dùng cảm ứng đủ đều thôi, chúng ta thấy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy là một cái cách mà chúng ta hay thường chia sẻ với nhau, làm sao mà có cái khớp xương mềm dẻo. Chúng ta cần, thứ nhất là cần tập luyện thường xuyên, cần dùng những cái dòng sản phẩm là thanh lọc cân bằng, đào thải cái ra. Đấy, làm thế nào để chúng ta có được khớp này trẻ khỏe này, khỏe nữa nào. Còn dùng cái sản phẩm gì thì nữa anh chị, xin mời cái tốt. Tôi xin nói. À vâng, xin mời. Để cho cái trẻ cả nhà, để cho cái khớp nó khỏe mạnh, như các cụ hàng dùng chất nhầy là gì, đó là cái glucosamine. Tôi hiểu nó là thế, là cái glucosamine và phải mỗi ngày. Nếu vậy giống như clip ấy, nếu như mà anh đi tra dầu tra mỡ lâu ngày thì nó cả sát với nhau nó sẽ gây ra viêm, nó chỉ đơn giản thế thôi. Thế ở mình nó cũng thế. À, xin mời Mai Thị Thoa nào. Xin mời. Xin mời Mai Thị Thoa. À phải à. À, chúng ta biết là dùng trong CV chúng ta nó có sản phẩm gì để trẻ hóa tế bào đấy, phải không ạ? Anh chị em dùng sản phẩm gì? Là khoa 4 hoặc là 4. Đúng rồi, xin mời em ạ. Xin mời Phạm. Trẻ hóa tế bào thì là bên mình có sản phẩm là bộ ba học đào thải ở cấp tế bào và pha là 4 vô cùng tuyệt vời để Đúng rồi, rất là tuyệt vời nữa. Vậy thì còn sản phẩm gì nữa không để trẻ hóa nữa không? Cơ thể nữa không? Thôi. À, xin mời Tị Nguyễn. Xin chào thủ lĩnh, chào tất cả anh chị trên Zoom buổi chiều ngày hôm nay. Các câu trả lời mọi người trả lời rất là đúng. Và thêm nữa thì mọi người muốn trẻ hóa thì hãy dùng siêu vitamin ạ. Bằng đúng rồi. Nữ. Còn gì nữa không hả Tị? Nếu như phụ nữ thì hãy dùng beauty đi. Đúng rồi đấy, beautician. Beautician là có tính năng gì? Em chỉ nói xem nào. Beautician thì nó có tính năng là để làm trẻ hóa tất cả các cơ thể ở trong người, làm cho mình trẻ hóa lên đẹp, là tái tạo hoàn toàn tất cả những cương sốt và rồi làm da đẹp. Nói chung là rất là nhiều luôn, đã tác dụng luôn. Đúng rồi, chuẩn luôn đấy. Vậy thì còn sản phẩm gì trẻ hóa nó không hả Tị? Rất là nhiều luôn ạ. Ở đây thì nhiều là cái gì? Vâng. Cụ thể tên có nhớ không? Không có nhớ hết. À vâng, tuyệt vời quá. Cảm ơn Tị rất nhiều, đúng ạ. Beautician của chúng ta này nó giúp cho làn da. Đấy. Thứ hai nữa là gì ạ? Nội tiết của chị. Thứ ba nữa là xương khớp của chị em. Thứ tư nữa là gì ạ? Sinh lý cả đàn ông. Đấy, chúng ta beautician không ạ? Rất là nhiều tính năng tác dụng. Đấy. Và mà chúng ta chưa nhắc tới hóa. Đấy. Xin mời ạ. Tôi. Vâng. Xin mời một người ạ. Thanh Thiệu. À, xin mời Thanh Thiệu. Vâng, còn một dòng sản phẩm nữa là Vita Jack Manium ạ. Wow, rất là tuyệt vời đấy. Cảm ơn Thanh Thiệu rất là nhiều. Cái dòng sản phẩm mà Vita Jack Manium là một trong cái dòng sản phẩm chúng ta biết là cái tinh chất là chống oxy hóa của nó, làm trẻ hóa cơ thể. Một viên đấy nó ngang với 6 chai. Đúng không ạ? Rượu vang uống để trẻ hóa đúng không ạ? Thế thì cái viên Vita Jack Manium ấy, một viên đấy bằng 6 chai rượu vang. Chúng ta thấy là uống 6 chai rượu vang để trẻ hóa tế bào
đúng không? Làm sao mà tốt bằng một viên Vitazepmanium? À, cái điều đấy là cái điều mà rất là của chúng ta. À, đấy, chống oxy hóa đấy. Là Vitazepmanium Formula 4 này, Chonolong này, Silen này. À, canxi cũng có cái khoáng chất của chúng ta có cái thành phần chống oxy hóa thì là sẽ nhiều hơn, đúng không anh chị em? À, đấy là một cái điều mà rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và để có xương khớp khỏe mạnh, đấy, chúng ta biết rằng, những cái điều tuyệt vời mà chúng ta đã được nhận, được kiến thức, được đón ở ngày hôm nay của chúng ta. À, sao ạ? Về canxi, về rất là nhiều cái dòng sản phẩm về bộ vừa chia sẻ chúng ta đấy, nó cần có thanh lọc năng lượng cân bằng, nó còn cái yếu tố về nhận thức này, đúng không? Về làm sao? Về mong muốn ước mơ của chúng ta. Chúng ta trẻ đấy, và chúng ta có cái lối sống nữa, giống như trong S69 chúng ta nữa, ăn uống này, tập luyện này đấy, và chúng ta luôn ước mơ, luôn có mục tiêu hàng ngày, luôn cái kế hoạch cho ngày mai, thì chúng ta sẽ chả mãi không già đâu cả nhà. Đấy là cái điều mà tuyệt vời. Và bao nhiêu trong số anh chị em biết thức ngày hôm nay để làm cho cơ xương chắc hơn, khớp dẻo dai hơn, đúng không? À, tặng cho tất cả chúng ta ngoài kia thì dừng con tay cả. Vâng, bây giờ Huynh sẽ hướng dẫn cho anh chị em sao để cho cái vai gáy của chúng ta nó không mỏi khi ngồi học Zoom nhiều. Đấy, khi chúng ta đứng lên tập luyện hay là bao nhiêu người bị xương và đốt thoái hóa đốt xuống cổ nhá. À, anh em để ý Huynh nhá. Và chia sẻ chúng ta này. À, cái động tác nếu mà ngồi nhiều ấy thì chúng ta xẻ hai bàn tay chụp lại như này. Xẻ hai bàn tay bắt đầu cho vào hai thái dương. Nhá, cái tư thế chúng ta là thẳng lưng lên, chúng ta ép lại. Đấy, ép lại 40 lần. Mỗi lần chúng ta tập 4 1 3 rồi. 4 6 7 đấy, 8 10 1 12 13 14 tập 15 16 đấy, 17 18, tức là chúng ta cứ làm 40 lần đi. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời luôn. Làm 40 lần. Đấy. Cái động tác này là động tác chúng ta để thẳng cái cổ tay này vuông góc nhá. Đấy, cứ làm 40 lần luôn đi. Chúng ta tập luôn. Cái bài này là rất là tuyệt vời để chúng ta đưa máu, đưa canxi, đưa các cái glucosamine, cái khớp vai, dây chằng ở đốt sống cổ chúng ta. À, đấy là cái động tác rất là hay, đúng không? Đấy là động tác thứ nhất. Động tác thứ hai, chúng ta sẽ chắp hai tay lại. Chắp hai tay lại nào cả nhà nào. Nào giữ thẳng lên nào. Giữ thẳng lên trên đầu, cột sống thẳng. Đấy, cứ giữ nguyên như vậy, căng ra. Đấy, chúng ta thấy cổ rắc rắc chưa? Cột sống thắt lưng kêu chưa? Đấy, chúng ta thấy không? Nó căng rất là tuyệt vời. Đây là cái tư thế mà để làm cho cái tốt sống cổ. Rồi, cái động tác thứ ba, nhưng mà chúng ta phải giữ nhá. Lúc chụp tay lại như này. Đấy, và chúng ta giang tay ra. Giang tay như này. Quay từ trước ra sau 40 vòng. Đấy, quay từ trước ra sau 40 vòng, đứng thẳng. Đấy, để làm cho đốt sống cổ của chúng ta nó tuyệt vời. Quay từ trước ra sau. Chúng ta cứ quay đi, anh chị em. Quay đủ 40 vòng đi. Quay thật nhanh 40 vòng. Quay từ trước ra sau. Đấy, thấy tuyệt vời không cả nhà? Quay từ trước ra sau. À, rồi. 40 lần nhá. Và bây giờ chúng ta làm lại này, ngược lại. Ngược lại, quay từ sau ra trước. Trước ra sau rồi quay từ sau trước lên. Đấy, sắp tay rồi, giờ ngửa lên. Sắp rồi, giờ tiếp. Quay 40 vòng à. Xem, cứ quay đi. 10. Đấy. À, thì đấy là cái động tác. Đấy là bộ tác, chúng ta quay đi, nó sẽ thấy cái cổ vai gáy ta rất thoải mái. Bốn cái động tác này đơn giản, chúng ta chỉ ngồi bất cứ nơi đâu chúng ta cũng làm được, để cho đốt sống cổ gáy của chúng ta nó đưa canxi đến nhiều, đúng không? Nó đưa canxi đến nhiều. Đấy, đấy là những cái động tác giản nhất, đúng không? Và cái động tác, còn những cái động tác mà rất là tuyệt vời mà khi chúng tôi học ở bên Singapore, ở trong chương trình Tony Robbins, và bác sĩ của người Mỹ đã chia sẻ cho tôi cái điều này.
đấy là đốt sống cổ đúng không? Còn đốt sống thắt lưng, bao nhiêu trong số anh chị em các bạn muốn đốt sống thắt lưng mà nó hết đau đấy, khi chúng ta dùng canxi rồi, dùng các cái bộ sản phẩm của chúng ta rồi đấy, đặc biệt là những người bị thoát vị đĩa đệm nhá, bao nhiêu trong số chúng ta muốn những người bị thoát vị đĩa đệm chỉ trong vòng một ngày thì hết sung mông đấy, chỉ kê 1-2 lần thôi, có cái động tác này rất hay, 1-2 lần thôi là hết đau đấy. Thì giơ con tay cái là ai đã bị đó, và có những khách hàng bị thì Huỳnh sẽ hướng dẫn cho cách làm đó, rất là tuyệt vời đó. Bây giờ chúng ta hãy để ý này, chúng ta nhà ai có khăn tắm đúng không, to đấy, chúng ta cuộn chặt vào, cuộn chặt cái khăn tắm vào đấy, bắt đầu chúng cái đường kính đấy nó khoảng 15cm đến 20cm và chúng ta nằm đặt cái cuốn cái khúc đấy vào thắt lưng đúng không ạ, nằm ngửa ra trên nền cứng đấy, duỗi hai tay thẳng lên và duỗi hai chân bắt chéo vào nhau, nằm như vậy 15 phút, nằm như vậy 15 phút để kéo giãn cột sống. Cái tư thế này lấy sức nặng của mông, của đùi, của chân, lấy sức nặng của vai, của đầu, còn tốt hơn là đi bệnh viện kéo. Đấy, bệnh viện kéo cột sống vừa tốn tiền mà lại vừa gì, chúng ta chỉ cần chụp phim thôi, còn về tự làm đấy. Đấy, bao nhiêu trong số anh em đang thấy tôi nói rõ cái cách làm, cuốn khăn chặt vào, lót vào thắt lưng, nằm ngửa trên nền cứng 15 phút một ngày 2 lần. Những người đau thoát vị ấy. Đấy, chúng ta thấy ạ, rất là nhẹ nhàng lưng mà hết đau. Đấy, dùng cuộn lót vào thắt lưng, nằm trên nền cứng, cái khăn đấy độ khoảng đường kính khoảng 15-20cm, nằm ngày 2 lần. Đấy là về thắt lưng nhá. Ok chưa cả nhà? Đấy là kéo cột sống đấy, để cho nó giãn cột sống ra, nó bị bẻ rộng cái đên. Chúng ta dùng sản phẩm chúng ta vào nữa thì rất là hay. À, đấy là cái bài về thắt lưng, đúng không ạ? Còn anh chị em nào mà muốn về thắt lưng nữa thì còn một cái bài nữa là gọi là siết mông. Chúng ta đứng lên chúng ta siết mông. Mọi người có muốn Huỳnh siết không? Ai muốn Huỳnh siết thì siết mông ngay trên màn hình. Đã đưa cái mông Huỳnh lên nhá. Rất đơn giản thôi. Yeah. Đấy. Chúng ta tưởng tượng. Chúng ta tưởng tượng là chúng ta nhét cái hột lạc vào khe mông của chúng ta ấy, chúng ta siết cho nó vỡ ra, bóc lạc bằng mông. Đấy, cái bài bóc lạc bằng mông cho tưởng tượng nhá, đứng thẳng này, chúng ta không được đứng thẳng này, đấy, siết mông này, đấy, siết cái cơ mông, siết nhiều vào, siết đến 4-50 lần vào. Đấy, siết mông thì làm sao ạ, thì nó sẽ cái cơ mông nó kéo cái cơ thắt lưng, thì nó làm cho cái cột sống đấy nó lại đi kéo cái đi đệm nó về cái vị trí cũ. Đấy, anh chị em ạ, đấy là cái điều mà chúng ta kiên trì hàng ngày làm sẽ được nhá. Và bản thân Huỳnh cũng bị thoát vị đĩa đệm mà, do đánh cầu lông mình ngã ngồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ, và ok ạ, đó, đấy là một trong những cái bài tuyệt vời để giúp cho chúng ta có cái kết quả khi mà những người mà đau thoát vị đĩa đệm ấy, nó giãn đĩa đệm ra để cho cái đĩa đệm về vị trí cũ. Ok, đấy là một trong những cái điều mà chúng ta biết đơn giản về xương khớp mềm dẻo, đúng không anh chị em? Đấy, bao nhiêu trong số anh chị em đã hiểu cái bài Huỳnh nói thì giơ con tay cái nào. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Và chắc chắn rồi, đối với CV mang đến cho chúng ta về xương chắc khỏe, khớp mềm dẻo, còn cho chúng ta những cái kiến thức tuyệt vời nữa để giúp cho gì ạ? Cộng đồng chúng ta, bao nhiêu anh em mà biết cái chương trình lịch tháng này của chúng ta đúng không ạ? Trong đội ngũ của chúng tôi thì năm này chúng tôi tổ chức Happy Game đó. Còn chương trình Hành Trình Thịnh Vượng của chúng ta tổ chức mùng 5 đến bao nhiêu ạ? Đến ngày mùng 9 năm mùng 10, 11 gì đó. Đấy. Đấy, đấy là một trong những cái điều mà giúp ta có một cái cuộc sống tốt. Thì em muốn đi trên chiếc xe bông tuyết mình mà đi trên những cái chặng đường tuyệt vời trên đất nước của chúng ta, ngắm những cái cảnh núi non hùng vĩ của Việt Nam từ Sơn La đến Cần Thơ đến Mũi Cà Mau thì giờ có tay cái nào. Rất là tuyệt vời đi hành trình thịnh vượng. Vậy thì chúng ta hãy lên kế hoạch với đội ngũ của chúng ta để làm sao mà chúng ta có cái sự kiện tuyệt vời nhất. Và bây giờ thì Huỳnh sẽ gửi cái video nói về canxi của chúng ta, nói về nào để chúng ta làm sao hiểu được đưa canxi vào cơ thể tốt nhất
Đấy, Huy sẽ gửi ngay cái video này lên trên các nhóm S69 Dream Team, rồi các thủ lĩnh sẽ chuyển cái video này để cho các bạn xem được một cái điều mà tuyệt vời nhất mà cái kênh truyền hình TV, kênh truyền hình của Siri nói về canxi, nói về xương khớp của chúng ta, làm thế nào để chúng ta có được một cái xương khớp khỏe mạnh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta hãy kết thúc cái buổi chia sẻ của ngày hôm nay ở đây, và xin mời bạn Tùng hãy kết thúc cái chương trình này. Xin mời Tùng mở mic. Huynh xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào lần sau ạ. Xin chào Thủ lĩnh, cảm ơn Thủ lĩnh nhiều nhá. Cảm ơn. Đến phần hỏi đáp đúng không ạ? Cảm ơn. Cảm ơn. Rất cảm ơn. Vâng, vâng. Thủ lĩnh hỏi ạ. Dạ. Ok. Chị hỏi gì ạ? Anh ơi, cho em hỏi là em có một con em gái nó bị thoát vị đệm với thoái hóa vị đĩa đệm rồi phòng đĩa đệm. L4, L5-1 mà giờ ý là nó đau từ trên lưng xuống dưới đến cái gót chân, vô thẳng một đường từ xương sống xuống cái gót chân, nó giờ nó đi không được, mà nặng thì lại nặng hơn. Lúc nãy em có nói rồi đúng không chị? Dạ. Lúc nãy em có, tức là chúng ta dùng sản phẩm CB thì là đương nhiên đúng không? Yeah. Nhưng mà cái đầu phải tin và chắc chắn là sẽ khỏi. Đấy, thứ nhất là phải chữa cái tâm bệnh trước. Yeah. Phải truyền cái niềm tin cho rất nhiều người làm được rồi. Đấy. Đấy. Và tại sao CB bác sĩ vào nhiều như vậy? Yeah. Đúng không? Cái thứ ba nữa là phải truyền niềm tin cho bạn ấy, phải tập cho bạn ấy cách cái nằm đệm vừa rồi ấy. Kê yeah. cổ sống như vậy, giãn cổ sống ra. Nếu mà ở cổ thì bắt đầu kê cổ và ngửa cao lên. Kê gối vào vai, nằm ngửa cổ thật 15 phút, 20 phút, kéo giãn ra. Đấy, đấy là cái mà tuyệt vời khi mà kê cái cổ sống như vậy khỏi đi. Và bôi gel xương khớp với chế độ ăn uống. Đúng không ạ? Và cái thôi miên, có cái bài thôi miên là để cho khớp xương nó mạnh khỏe lên. Có cái bài thôi miên đấy, chúng ta nghe ngày 3 lần lúc ngủ nghe. Đó, để làm sao cái tâm trí của mình này, nó làm được cái điều đấy. Có cái huynh đã giúp được rất là nhiều người rồi đấy. Dạ, rồi em cảm ơn. Ok, đấy. Cứ thế mà làm việc thôi, có cái gì đâu. Dạ. Các cái sản phẩm thì không kê nữa. Vì huynh đã nói với mọi người rồi, nó rất là đơn giản, nó có cái bộ xương khớp ấy, à, cái sản phẩm nào có cái từ xương khớp ấy, đúng không ạ? Là chúng ta đưa lên thôi. Dạ, tại vì hôm nay thì em kết từ ngày giờ em không, ai họ cũng chia sẻ mà em không có tin. Bây giờ chị gì thì em tin chị thử hỏi coi là như của em thì có chữa được không, thì để em dám dùng sản phẩm. Em thì thủ lĩnh em cũng nói là em phải tin tưởng vào sản phẩm em, nếu em tin thì nó sẽ có kết chữa quả. Được không? Chữa được đấy. Dạ. Thì mình đã nói rồi mà nhá, rất là đơn giản thôi. Tất cả các cái vấn đề sức khỏe của CV cứ thế thanh lọc năng lượng cân bằng là chung, còn năng lượng là chung, còn cân bằng thì dùng, ai vấn đề gì đó thì dùng cái sản phẩm đó nhá. Chúng ta dùng dạ, ví dụ như bây giờ nó đang đau quá thì em cho bộ ba đúng không anh? Đúng rồi, dùng gel xương khớp, dùng limphosan, dùng canxi, glucosamine là hết đau rất là nhiều. Đặc biệt là cái glucosamine xương khớp này phải vàng nữa là có hết hàng đấy. Đấy. Dạ. Okay. Tại cái đấy nhà em cũng đang dùng. Rồi rồi. Xin cả nhà nhá, chào cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ buổi chiều nhá.